Cảm ơn Chúa, chúng con tin rằng dòng sông của Thánh Linh tiếp tục tuôn chảy trong đời sống của chúng con. Đó là dòng sông sự sống mang lại cho chúng con sự sống thiên thượng, sự sống dư dật và sung mãn. Chúng con tin rằng dòng sông ấy sẽ cuốn đi tất cả những gì hay chết mà đem lại sự sống cho không chỉ linh hồn chúng con mà cả thân thể chúng con nữa. Con cảm ơn Cha. Chúng con tin đã thật này, nguyện đã thật hành động, nguyện đã thật bày tỏ sự mầu nhiệm trên cuộc đời của chúng con là thế nào, để chúng con được sống tự do, vui hưởng ân điển của Chúa. Con cảm ơn Cha. Mọi sự đã được trọn, chính Chúa Giêsu Christ Ngài đã làm tất cả mọi sự để đem lại cho chúng con sự cứu chuộc trọn vẹn, một sự cứu chuộc đầy dẫy phước hạnh và ân điển. Cảm ơn Cha. Giờ này chúng con đến và tiếp tục nghe lẽ thật. Chúng con muốn nghe và suy gẫm lẽ thật, nguyện lẽ thật là sự sống kết quả trên đời sống của chúng con, để rồi chúng con được vui hưởng tận hưởng tình yêu mà Cha dành cho chúng con là thế nào. Cảm ơn Cha. Chúng con hiệp một thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Sách Ma-thơ. Chúng ta đã đi rất là kiên trì từ đầu cho đến cuối sách Ma-thơ với những cái câu chuyện, với những cái lẽ thật, những sự giảng dạy của Chúa cũng không phải dễ để chúng ta có thể hiểu. Nhưng mà khi chúng ta dành thời giờ ra, ngồi lại bắt đầu suy gẫm, có những lúc mà thầy cảm thấy giống như là khó để mà có thể chia sẻ được cái lời này. Nhưng mà khi ngồi xuống suy gẫm thì Chúa cho những lẽ thật rất là hay, rất là tuyệt vời. Suốt một cái hành trình chúng ta đi qua sách Ma-thơ, ngày hôm nay chúng ta đi đến một cái chủ đề, đó là mọi sự đã được trọn. Và sự cứu rỗi vô giá là chỉ được mua bằng đức tin. Chữ mua đây là để trong dấu ngoặc kép, quý vị. Ý là nói là sự cứu rỗi là không có mua được bằng cái gì hết, không có trả được cái gì để mà có được sự cứu rỗi hết, mà chỉ có thể trả được bằng đức tin mà thôi. Cho nên mình nói mua một cách ẩn dụ thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm Ma-thơ đoạn 27 câu 38. Cũng lúc đó họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở trên cây thập tự bên thủ, một tên ở cây thập tụ bên tả. Trong sách Ma-thơ thì nói đơn giản như vậy thôi, nhưng mà trong sách Luca thì viết chi tiết hơn. Chúng ta sẽ xem Luca đoạn 23 từ câu 39 đến câu 43. Rồi chúng ta bắt đầu từ câu 39. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng giết Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Không biết nhớ là nhớ cái gì đây hả quý vị? Ông nói khi Ngài đến trong nước mình rồi, biết Chúa Giêsu sống lại rồi, biết Chúa Giêsu đến trong nước mình rồi, rồi xin nhớ lấy tôi. Nhớ là nhớ làm sao? Ngồi chỉ nhớ thôi hay là nhớ là làm sao? Ý ông muốn gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Quả thật, Chúa nói quả thật, Chúa cam đoan, Chúa xác quyết như vậy. Chỉ một lời cầu xin thôi. Chúng ta thấy rằng là một tên cướp nha. Tên kia thì mình không kể rồi. Tên kia là chẳng có đức tin gì, còn thách thức Chúa nữa. Nhưng mà tên cướp này lại khác nha. Thứ nhất, ông ta một tên cướp mà lại biết Chúa Giêsu là vô tội. Trong khi đó bao nhiêu người là kết tội Chúa Giêsu, bao nhiêu người kết tội, định tội đủ chuyện hết trơn á, rồi đem đóng đinh, mà cái hình phạt mà đóng đinh là với cái tội ác ghê gớm lắm mới đóng đinh. Hai tên cướp này chắc chắn là không phải chỉ trộm cướp bình thường đâu, cướp mà thậm chí cũng có thể là giết người mới có thể là phải đóng đinh vậy. Nhưng mà cái tên cướp này lại biết Chúa Giêsu vô tội, vô tội mà bị đóng đinh. Thứ hai nữa là tên cướp này tin Ngài sẽ sống lại, trong khi đó biết bao nhiêu người thì không tin Ngài sống lại. Thầy thông giáo này, cái những người dạy luật pháp Đức Chúa Trời thì không tin rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại, mà tên trộm cướp một tử tội mà lại tin Chúa Giêsu sẽ sống lại và sẽ trở về với nước Ngài. Hay chưa, tên trộm cướp đó. Chắc chắn là cái ông này ông nghe nhiều về Chúa rồi. Ông nghe giảng về sự sống đời đời, về nước thiên đàng, ông mới vậy. Bởi vì sự sống đời đời là sự sống lại. Rồi giảng về nước thiên đàng có nghĩa là nước của Đức Chúa Trời, nước mà Ngài sẽ về.
Là tất nhiên rồi, ông cũng chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa, nhưng mà ông không ra khỏi cái xiềng xích của tội lỗi, ông không ra khỏi được điều đó. Cho nên ông cứ tiếp tục phạm tội và cuối cùng ông bị tử hình. Ông ta còn tin rằng là không phải chết là hết. Phái Sa-đu-xê thì chết là hết, không có sự sống lại. Nhưng mà ông này ông lại tin chết là hết. Không tin chết là không hết. Ông tin rằng là có thiên đàng, cũng tin có âm phủ luôn. Cho nên khi mà ông nói là xin nhớ đến tôi, xin nhớ đến tôi, thật ra là ông muốn vào thiên đàng. Chúa hiểu ý ông. Nhớ đến tôi có nghĩa là ông muốn vào thiên đàng. Chúa hiểu ý ông. Là một tử tội thì ông ta xứng đáng gì mà dám cả gan xin Chúa cho vào thiên đàng. Là một tử tội nha, mà dám xin một cái điều quá đáng. Dám xin một cái điều quá đáng như vậy. Xin cho vào thiên đàng. Ông ta có tốt lành hơn cái tên bên kia không? Hoàn toàn không. Hoàn toàn là không. Một tử tội đã xin điều quá đáng. Xin mà cái xin cái điều mà coi như là quá đáng. Tử tội là phải trừng phạt, phải chết, phải thế này thế kia. Mà bây giờ xin một điều quá đáng. Nhưng mà sao? Nhưng mà ông ta đã làm một điều đúng đắn. Ông ta làm điều vô cùng đúng đắn. Điều đó là gì? Đó là xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tất nhiên là ông không thể nào cậy ân điển để đã có được cái gì đó. Bởi vì theo luật pháp là bây giờ là ông đền tội rồi. Theo công bình của luật pháp là ông phải đền tội rồi. Cho nên ông không thể nào cậy vào luật pháp. Ông chỉ cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ông tin cậy vào ân điển, có nghĩa là lòng thương xót, sự ban cho mà không kể đến luật pháp. Và Chúa thấy đức tin nên Chúa quả quyết với ông. Quả thật. Quả thật. Một lời cầu xin của một tên tử tội. Một lời cầu xin đơn giản thôi. Của tên tử tội. Một lời cầu xin quá đáng. Nhưng mà Chúa không bao giờ từ chối một tên tử tội với lời cầu xin đó hết. Chúa nói quả thật. Ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong ba la đi. Rất là tuyệt vời. Ở cùng ta. Một tên cướp, một tử tội lại được cứu là chỉ bởi đức tin mà thôi. Trong cái giờ phút cuối cùng của một cái cuộc đời đầy tội lỗi đó, trong cái giờ phút cuối cùng, một giờ phút mỏng manh đó thôi, ông đã nhận được ân huệ cao cả. Chúng ta thấy cả một cuộc đời phạm tội, mà tội đến nỗi mà phải tử hình. Nhưng mà chỉ một giờ phút cuối cùng, ông chợt lấy cái cơ hội đó, ông cầu xin sầm thương xót Đức Chúa Trời và ông được cứu. Ông được ân huệ cao cả, ông giữ được cái mạng của mình. Ông phải trả đền tội cho ông cái đời này, nhưng mà ông giữ được linh hồn của ông. Chúng ta thấy rằng, Chúa là Đức Chúa Trời tuyệt vời, ân điển của Ngài thật là lớn lao, lòng thương xót của Ngài là vô tận. Tất cả những người được sinh ra cuộc đời này, Đức Chúa Trời Ngài đều yêu thương hết. Chúa hy sinh không phải cho một vài cá nhân, mà Chúa sinh cho cả nhân loại này, chứng tỏ Ngài yêu thương nhân loại. Dù là một tử tội, nhưng mà chỉ cần là cầu xin sự thương xót của Ngài thì Ngài đã tha thứ cho và Ngài cứu lấy linh hồn của người đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là đức tin là hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể làm cho Chúa. Tôn giáo thì thường dạy người ta phải thế này, phải thế kia, phải tích đức, phải làm việc lành, phải từ thiện. Phải. Rồi cơ đốc giáo cũng bị lây nhiễm cái đó, nghĩa là mang cái thói quen đó, mang cái suy nghĩ đó, định kiến đó mà đem vào trong cơ đốc giáo. Suy nghĩ rằng tôi phải dâng hiến, tôi phải hầu việc Chúa, tôi phải làm việc thiện, tôi phải bố thí để tôi mong được Chúa thương xót. Lầm lẫn lắm, không hiểu lẽ thật. Lẽ tự nhiên luật ở đời thì là phải làm thì mới được thưởng, phải bố thí thì mới tích được đức. Nhưng mà lẽ thật của Chúa nó không phải. Đó là luận lý cuộc đời, không phải là lẽ thật. Mà lẽ thật của Chúa là chỉ có đức tin mới được, mới mua được sự cứu rỗi vô giá của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi vô giá được trả bằng chính mạng sống vô giá của cứu Chúa của chúng ta, của đấng tạo hóa chúng ta. Không có gì mua được, chỉ có đức tin mới có thể mua được.
Chỉ nhờ đức tin thôi, một tử tội vẫn có thể sở hữu sự sống đời đời, được về thiên đàng, được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời và được tận hưởng ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải nhớ những điều này, chúng ta suy gẫm những điều này luôn. Chỉ có đức tin thôi, sở hữu sự sống đời đời, thuộc về thiên đàng, được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời, bởi vì chính Ngài, chính Chúa, chính Đức Chúa Trời đã phó con yêu dấu của Ngài cho chúng ta, chứ tất nhiên là chúng ta quá yêu dấu thì Ngài mới làm điều đó. Một tên tử tội trên thập tự giá, Ngài vẫn rất là yêu dấu tên tử tội đó. Tên kia Ngài cũng yêu dấu nữa, nhưng mà nó đã từ chối, nó không tin. Nhưng mà chỉ cần đức tin thôi là được cứu, dù là một tên tử tội. Rồi được tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời nữa, quý vị. Người ta đi tìm kiếm tích đức để mong được phước lành gì đó, người ta nỗ lực, người ta hy sinh. Chúng ta đơn giản chỉ đức tin mà chúng ta được hưởng ân điển, mà ân điển là vô hạn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cho nên loài người, con người trên cuộc đời này, cái điều mà coi như là quan trọng nhất đó là tin. Chúng ta có thể có tất cả mọi thứ mà chúng ta không có đức tin thì vô nghĩa. Chúa nói, ngươi có cả thế gian này mà mất linh hồn ngươi thì được ích gì? Cho nên dù là một tử tù hay là bất cứ ai, mà nếu mà tin thì được cứu. Đừng bao giờ cậy việc làm, cậy nỗ lực của mình, cậy thành tích hầu vị Chúa. Đơn giản chỉ tin mà thôi. Tin là được vào thiên đàng. Đừng có nghĩ rằng làm những cái kêu đó mới được Chúa xét đánh giá rồi mới cho vào thiên đàng. Không phải vậy. Và nếu đã tin rồi thì giữ đức tin quý báu của mình cho đến cuối cùng, bất chấp mọi cảnh ngộ, dù mình có yếu đuối hay là sa ngã trong thế giới đầy cám dỗ này. Trong thế giới đầy cám dỗ này, chúng ta vẫn có thể yếu đuối, vẫn có thể sa ngã, nhưng mà nên nhớ rằng là đức tin là điều quý báu đã được mua, đã dùng để mua sự cứu rỗi của mình, thì không bao giờ mình bỏ đức tin của mình đi được. Giữ đức tin mình cho đến cuối cùng. Cho nên đó lý do tại sao mà lời Chúa nhắc rất là rõ ràng là người công bình Chúa của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Người công bình chúng ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Chúa phán như vậy. Không phải là thành tích đâu quý vị, là đức tin. Đức tin cho đến cuối cùng, không lui đi. Điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng đó là giữ đức tin cho đến cuối cùng. Những thành tích kia thì Chúa cũng đẹp lòng, nó sẽ có phần thưởng. Nhưng mà cái mà quý báu nhất mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải có, phải giữ, đó là đức tin. Bởi vì đó là giá trả quá lớn của Chúa Giê-xu. Nếu mà chúng ta lui đi thì cái giá trả đó sẽ trở nên vô ích đối với chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là lớn. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Chúng ta tiếp tục trong Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 39 đến câu 44. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười lắc đầu mà nói rằng, ngươi là kẻ chê cười lắc đầu mà nói rằng ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu mấy lấy mình đi. Ông có thể tuyên bố ông phá được đền thờ, sao ông cứu mình được? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự. Họ thách thức vậy đó. Họ thách thức vậy. Chúng ta thấy rằng là họ luôn luôn họ ám chỉ đến cái địa vị của Chúa. Họ cho rằng đó là sự tự xưng, đó là sự tự đề cao. Nhưng mà họ không biết đó là thật. Họ không biết đó là thật. Chúa Giê-xu đến và tất cả những công việc và lời giảng của Ngài chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người này mù lòa, ngu muội, không tin. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trưởng lão cũng nhạo Ngài. Không chỉ dân chúng mà những kẻ lãnh đạo tôn giáo, những lãnh đạo thuộc linh cũng nhạo Ngài. Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Rõ ràng nhìn thấy Chúa Giê-xu đã biết bao nhiêu lần cứu người chết sống lại, người bệnh được chữa lành, vân vân và vân vân. Vậy mà không tin những phép lạ đó mà còn thách thức Chúa, là người cứu người khác, tại sao không cứu mình? Nếu ngươi là phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi tập tự vì thì chúng ta mới tin. Đó thấy chưa? Thách thức ấy. Xuống khỏi tập tự ta mới tin.
Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Đây. Chúa nói ta là con Đức Chúa Trời mà họ không tin. Hai tên trộm cướp đóng đinh trên thập tự với Ngài cũng giết mất Ngài như vậy. Và những lời nhạo báng này nó xảy ra y theo lời tiên tri mà David được thần cảm bởi Đức Thánh Linh. David là coi như 700-800 năm trước là coi như là đã tiên tri chính xác luôn. Đã tiên tri luôn cả cái chi tiết mà dân sự lắc đầu nhạo báng. Tiên tri luôn cả nó nếu nó là con Đức Chúa Trời, vân vân và vân vân. Chính xác như vậy. Thánh Linh nhập vào ông, thần của Chúa Giêsu nhập vào ông và đã mô tả cái cảnh trạng lúc đó. Câu Thi Thiên 22 đến câu 6 nói: nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật kinh dễ của dân sự. Chúng ta đã... Chúa Giêsu chịu ô nhục như vậy, thậm chí ô nhục như con trùng để cho chúng ta ngày nay trở thành con người thật sự, người của Đức Chúa Trời thật sự. Thế kẻ nào thấy tôi điều nhạo, cười tôi, trề môi, lắc đầu, có chủ lắc đầu nó có trề môi. Mà rằng người phú thác cho mình Đức Giê-hô-va khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Họ nhạo báng như vậy. Tự cứu mình đi, xuống khỏi tập tự đi. Vì sao mà Chúa phải chịu sự nhạo báng? Đang khi đau đớn cùng cực như vậy. Chúng ta tưởng tượng Chúa bị đau đớn cùng cực mà còn bị nhạo báng. Chúng ta bình thường mà chúng ta bị nhạo báng là chúng ta chịu không nổi rồi, thậm chí sững cồ lên. Còn nếu mà không nữa thì ngồi khóc đó. Đang đây là đang đau đớn cùng cực mà bị tất cả chung quanh nhạo báng. Nhưng mà bởi vì sao mà Ngài phải chịu chấp nhận như vậy? Kinh Thánh Hebrew đoạn 12 câu 2 nói là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Chúa Trời. Ngài chịu đựng tất cả những điều đó. Ngài bị sự vui mừng trước mặt mình. Vui mừng trước mặt mình là sao? Sự vui mừng đặt trước mặt mình có nghĩa là một ngày nào đó nhân loại sẽ được cứu chuộc bởi chính sự hy sinh, sự chịu khổ của Ngài, chấp nhận sự nhạo báng của Ngài, sự đau đớn của Ngài để mà nhân loại được cứu chuộc. Cho nên Ngài vì mục đích đó, vì sự vui mừng đó là nhân loại được cứu chuộc, nên Ngài không xuống khỏi tập tự mà cũng không tự cứu mình, dù Chúa có toàn quyền làm như vậy. Chúng ta nghĩ Chúa có toàn quyền mà xuống khỏi tập tự không? Có. Ai trói Ngài được? Đóng đinh Ngài ăn thua gì? Có một lần ở vườn Gethsemane, khi mà người ta đến bắt Chúa đó, Phi-rơ rút gươm ra chém đứt tay, đứt cái tay của thầy của một tên lính đó, đầy tớ của ông thầy cả đó. Mà Chúa còn lấy tay gắn lại. Chuyện Chúa xuống khỏi tập tự thì đơn giản đó. Nhưng mà Ngài vì chúng ta, vì nhân loại, vì sự vui mừng đặt trước mặt mình. Và Chúa thật đã phú thác mình cho Đức Giê-hô-va. Phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, cho chương trình của Đức Giê-hô-va được thực hiện trọn vẹn. Và Chúa không phủ thiệt. Trong Ê-sai 53 câu 11, ông Ê-sai nói tiên tri này, người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn. Ê-sai nói là người sẽ thấy kết quả, sự vui mừng đó, kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Cho nên Chúa chấp nhận chịu đau đớn bởi vì Chúa sẽ thấy cái kết quả. Đức tin đó, đức tin đó. Và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Bị treo trên thập tự giá, bị đóng đinh đau đớn, bị sỉ nhục tận cùng như là một con trùng vậy đó. Nhưng mà bây giờ ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. 45 đến 56. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Giờ thứ sáu đến giờ thứ chín. Giờ thứ sáu là 3 giờ chiều. Giờ thứ sáu, giờ thứ chín thì quên rồi, nhưng mà đại ý là nó giữa trưa đó, ban ngày giữa trưa. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu lớn tiếng kêu lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani? Nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng nó kêu Eli. Nó kêu Eli. Cái câu này đâu phải là kêu Eli đâu. Câu này là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao này đi. Mà mấy người đứng đó nó kêu Eli. Mà Kinh Thánh lại còn giải thích là cái câu này nghĩa là gì. Như vậy cái câu này không phải là tiếng Hebrew. Nếu tiếng Hebrew là mà mấy người này đâu có lầm lẫn là nó kêu Eli đâu. Mà cũng không phải tiếng Hy Lạp. Cũng phải tiếng Hy Lạp nữa. Bởi vì Chúa Giêsu không cần phải nói tiếng Hy Lạp với người Hebrew. Cho nên Chúa Giêsu đang nói tiếng lạ đó. Đang nói một ngôn ngữ khác. Đang nói với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi. Chúng ta để ý không gọi là cha. Trong suốt cả hành trình của Chúa, trong suốt cuộc đời của Chúa, Chúa chỉ gọi là cha thôi, chứ Chúa không gọi Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ Chúa lại gọi Đức Chúa Trời, vì sao vậy? Liền có một người trong bọn chạy lấy đem một bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng hãy để vậy coi thử Eli có đến giải cứu nó chăng. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng nữa rồi trút linh hồn. Như vậy kêu hai lần, một lần là kêu Eli, Eli, lama sabachthani, là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài bỏ tôi. Rồi sau đó kêu lên một tiếng trước khi trút linh hồn. Như vậy Eli, Eli, lama sabachthani chắc chắn không phải là tiếng Hebrew, cũng không phải là tiếng Hy Lạp. Ngài đang kêu bằng một ngôn ngữ khác lạ. Và chúng ta để ý đây là lần duy nhất trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu trên đất này ngài gọi cha là Đức Chúa Trời. Mang lấy hết tội lỗi của nhân loại, nên Chúa không có quyền để gọi cha vào lúc này. Ngay thời điểm này Chúa không có cái quyền gọi cha. Chúa cũng không có cái quyền và cũng không thể được gọi, không thể gọi được. Bởi vì Chúa Giêsu đang mang hết tội lỗi của nhân loại, không thể nào gọi Đức Chúa Trời là cha được. Cho nên ngài gọi là Đức Chúa Trời. Mà không những thế mà ngài còn đau xót một chỗ là cha rời khỏi ngài. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái tiếng kêu này chứng tỏ là sự chịu đựng của ngài là quá mức. Chịu đựng quá mức, vừa chịu đựng trong sự đau đớn, vừa chịu đựng sự rời bỏ, vừa chịu đựng là coi như gánh lấy tội lỗi của nhân loại như là một vật ô uế. Cái mối liên hệ của Chúa với cha là chưa bao giờ bị cắt đứt như lúc này. Trong hành trình chức vụ của Chúa là không khi nào mà Chúa lìa bỏ, Chúa bị lìa bỏ. Lúc nào cũng có thần của Chúa ở cùng hoặc là thiên sứ đến giúp sức cho ngài hết. Không bao giờ bị lìa bỏ. Mà ngay lúc này đây, bị lìa bỏ hoàn toàn, bị bỏ hoàn toàn, cô đơn, đau đớn cùng cực. Chúng ta biết rằng là khi mà có những người mà yêu thương nhau, những người thân trong gia đình yêu thương nhau, mà khi mà có việc phải chia cắt thì đau xót. Hoặc là một người thân mà bị chết, nó đau xót vô cùng. Bệnh thôi là đã đau xót rồi, chứ đừng nói là người đó đã chết, lìa khỏi. Rồi có thậm chí có những người mà thất tình đến mức mà đau buồn và tự tử luôn. Huống chi là mối quan hệ với cha, với Chúa Giêsu là nó vô cùng gắn bó, vô cùng khăng khít. Khi mà rứt ra thì nó đau xót lắm. Cho nên chúng mới lên tiếng lên là Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài đồng địa bỏ tôi. Cô đơn trong đau đớn cùng cực, một mình chịu đựng tất cả vì chúng ta. Chịu đựng tất cả vì chúng ta một mình thôi. Môn đồ cũng đã đi hết. Nhưng ngài bị bỏ rơi để chúng ta không còn là những chiên lạc cô đơn lang thang trong tâm tối. Ngay cả cái chi tiết này đó là một sự tráo đổi thiên thượng. Ngài bị bỏ rơi để chúng ta được đem trở về với Đức Chúa Trời. Để không còn cô đơn, còn cô độc trong thế giới này, bị vùi dập bởi điều này, điều kia. Lang thang không biết đi đâu, chúng ta được trở về. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 25 nói rằng là vì anh em là vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ điều này, hãy tin lẽ thật này. Chúa Giêsu đã trả giá để chúng ta được trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã trả giá để chúng ta được chăm sóc bởi đấng chăn chiên. Đừng bao giờ nghĩ là tôi cô đơn. Đừng bao giờ là coi như tuyên bố rằng mình cô đơn. Dù hoàn cảnh có như thế nào, dù người thân hay là bất kỳ ai lìa bỏ chúng ta, thì chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta, đang chăm sóc, đang ẩm bồng chúng ta.
Câu 50 nói là Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng nữa rồi trút linh hồn. Cái câu đầu tiên là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài đền địa bỏ tôi. Câu thứ hai nữa, Ngài kêu lên một tiếng nữa rồi trút linh hồn. Kêu lên tiếng gì vậy? Cái kêu lên tiếng cuối cùng để trút linh hồn nó giống như một cái di ngôn cuối cùng của Ngài. Trước khi chết, người ta thường hay nhắn nhủ một lời gì đó. Thì Chúa Giêsu đã nói một lời cuối cùng, chúng ta có thể gọi là đó là di ngôn cuối cùng. Tất nhiên là có thể là Ma-thơ nghe không rõ, nhưng mà ông Văn đứng gần đó. Ông Văn ông đứng gần thập tự giá đó, ông nghe rõ nên ông viết trong Văn đoạn 19 câu 30. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi bèn phán rằng mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Như vậy cái câu cuối cùng, di ngôn cuối cùng là mọi việc đã được trọn. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh là it's finished, xong rồi. Trên thập tự giá, giữa trời và đất, giữa bàn dân thiên hạ. Chúng ta tưởng tượng trên thập tự giá giữa trời và đất, Chúa tuyên bố là mọi sự đã được trọn, xong rồi. Đó là Ngài đang tuyên bố giữa trời và đất rằng một lẽ thật vô cùng màu nhiệm, chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời bắt đầu từ sáng thế ký cho đến bây giờ đã được hoàn tất. Tất cả những hình bóng từ sáng thế ký báo lên chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đến bây giờ đã hoàn tất. Tất cả những chi tiết mà Chúa Giêsu phải chịu khổ để gánh lấy tất cả một sự rủa xả của chúng ta một cách trọn vẹn. Giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đã hoàn tất. Đó là lời công bố lẽ thật mầu nhiệm tuyên xưng với trời và đất như thế. Ngày nay nhiều người không biết điều này, nhiều người cũng không tin điều này. Vẫn còn cố gắng nỗ lực của mình để mình trả giá để mình được vào thiên đàng. Mọi giá trả của chúng ta đã trọn vẹn, chúng ta đã được tự do hoàn toàn, rất là tuyệt vời. Phaolô vị sứ đồ ân điển đã khẳng định điều này, rất rõ điều này. Chúng ta đã được tự do rồi. Mà nhiều người không biết, Phaolô khẳng định rất rõ trong Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi sự đoán phạt đó đã đổ trên Chúa Giêsu một mình cô đơn bị rơi bỏ rơi để chịu đựng hết. Vì luật pháp của Thánh Linh và sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Trước kia chúng ta ở dưới cầm buộc bởi cái luật này. Rồi bây giờ là coi như luật mới đã đem chúng ta ra khỏi nhờ Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nói một cách khác đó là luật của Thánh Linh và sự sống, không phải luật của sự tội và sự chết. Như trước đây chúng ta đừng bị giam hãm. Mà luật Thánh Linh sự sống bây giờ đã hợp pháp, có cái quyền hợp pháp để lôi chúng ta, để giật chúng ta ra khỏi sự cầm buộc của luật pháp, luật của sự tội và sự chết rồi. Đó là lẽ thật. Văn nói rất là nhiều về lẽ thật. Chúng ta học lời Chúa cũng phải học lẽ thật. Còn cái chuyện dạy lương lý ở đời, ăn phải ăn ở tốt lành, ăn ở tốt lành thì cái chuyện đó là chuyện thường, chuyện tầm thường, sơ học của thế giới. Phải học biết lẽ thật. Lẽ thật là chúng ta đã được giật ra khỏi cảnh nô lệ, chúng ta được tự do, chúng ta được ở trong sự sống, không phải sự chết. Chúng ta được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Cho nên á, qua bài này chúng ta học, chúng ta hãy tin rằng là mọi sự đã được trọn, chúng ta đều được cứu chuộc trọn vẹn rồi. Không chấp nhận bất kỳ một sự rủa xả nào, không chấp nhận bất kỳ một sự sai trật nào, đau đớn nào, khổ sở nào, nghèo nàn nào trên cuộc đời chúng ta không chấp nhận. Nếu nó có ở trong chúng ta hiện đời, nó đang xảy ra với chúng ta thì chúng ta tuyên bố nó là tạm. Không thể nào so sánh sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên mà cuộc đời chúng ta, sự sống đời đời chúng ta có. Nó chỉ là tạm. Bởi đức tin chúng ta vẫn có thể vượt qua nó như thường, bởi vì nó không có quyền trên cuộc đời chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải sẵn sàng cho ân điển, càng thêm ân điển. Không chỉ được cứu chuộc thôi mà còn được ban ân điển nữa quý vị. Được tận hưởng ân điển của Chúa, mà Chúa nó không phải là ân điển một lần, mà ân điển càng thêm ân điển, có nghĩa là liên tục, tiếp tục ân điển của Chúa càng thêm ân điển. Vì rồi nó hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giêsu Christ của Chúa chúng ta. Chúng ta không phải chỉ nhận biết Chúa Giêsu cứu chúng ta, mà chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu còn đem lại điều gì cho chúng ta nữa sau khi chúng ta được cứu. Hãy nhận ân điển thêm ân điển. Và càng nhận ân điển bao nhiêu thì chúng ta càng được biến đổi. Chúng ta không được biến đổi bởi luật pháp đâu, luật pháp không có biến đổi. Mà chính ân điển biến đổi, cho nên chúng ta càng nhận ân điển bao nhiêu thì chúng ta càng được biến đổi từ vinh hiển qua vinh hiển. Kinh Thánh nói như vậy.
Và sự vinh hiển mà trọn vẹn nhất là khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta được biến hóa và chúng ta có sự vinh hiển trọn vẹn nhất, và sự vinh hiển đó nó lộ ra trước thế giới này. Sự vinh hiển của chúng ta là sự vinh hiển giống như Chúa Giêsu vậy. Còn khi chúng ta còn sống trên đất này thì bởi ân điển khiến cho chúng ta biến đổi vinh hiển con người bề trong chúng ta đổi mới càng ngày càng hơn. Dù người bề ngoài hư nát nhưng mà con người bên trong đổi mới càng ngày càng hơn. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ hóa lên một ảnh tượng giống như Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa Giêsu cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, chịu đau đớn, chịu nhục nhã, cô đơn một mình trên thập tự giá. Để rồi ngày hôm nay chúng ta nhận lãnh ân điển và được vinh hiển. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Vinh hiển của Chúa càng ngày càng thêm trên cuộc đời của anh chị em chúng ta. Hãy giữ đức tin mình cho đến cuối cùng. Shalom.